Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về vị tướng pháp sư Alistair nha các bạn. Không cầm Alistair, để nó vào tay anh ạ. Và cái kết dành cho các bạn sẽ như thế nào, anh em cùng đón xem nhá. Nói chung là đây là một cái vị tướng pháp sư mà mình thấy nó rất là khó chịu các bạn ạ. Đặc biệt là những cái vị tướng sát thủ thì gặp con này cứ như gọi là Ê, cái gì đây. Bày ơi, không chơi, không có chơi như vậy nha. Tính hội đồng tôi mới đầu vào luôn rồi trời. Lời lớn gì mấy anh trai? Gì đây? Ra đây mà chơi lớn này. Trời ơi, mấy cái thằng khứa này đang gọi là chém gió, gọi là một tí xíu thôi mà nó dám đánh mình luôn các bạn ạ. Tí nữa là nó húp mình luôn đấy chứ. Láo nhào thê cơ chứ Ly. Đâu ai? Con hàng đâu ai? Hello baby. Chia. Đây. Mày hả mày? Mày hả mày? Vô, quất tụi nó anh em ơi. Mình đang di chuyển lên khu vực bên trên các bạn ạ. Mình thấy các bạn nó thơm quá mà không có tốc biến này. Có tốc biến là nó chết với mình. Mình có tốc biến là nó chết với mình ngay. Trời ơi, không được rồi anh em ạ. Bố. Trời ơi, tí nữa thì bố thành công nhá. Đi về anh em ạ. Pa-ram-pam, bum. Mày ha mày, lụm lúa nó. Vô keo. Này, mọi người xem này. Cái thằng cửa này á. Thơm thịt, anh em ạ. Thơm thịt, này. Nó lại cứ đoạn thêm vứt nước cả đất ra. Phải thế nhờ. Anh em thấy vị tướng Alistair này nó có khó chịu không? Những cái vị tướng mà pháp sư hay là AD là sát thủ để gặp Alistair này chỉ cần cười vào mặt cho một cái thôi, đồng đội của Alistair nó lao vào là xác định luôn, về nhà luôn, đứng mà nhìn đồng đội đánh nhau đấy chứ. Đếm số các bạn ạ, lên bảng đếm số liền. Đây này, chuẩn bị này, 6 giây nữa này, có chiêu cuối này. Zuka đâu này, phang nó nán ơi. 2 giây nữa, 1 giây nữa, ok, có chiêu cuối. Dứt, ơi cái địch mạnh. Trời ơi là trời mẹ nó chứ. Trời ơi, đầu săn nó tự dưng ra lại đi đứng cái kiểu gì lại mắc cái bức tường. Bồi rồi ôi. Từ từ anh ơi, từ từ đi, từ từ. Ôi, từ từ mà, sao lại chết méo mèo rồi. Từ từ đi, trời, tự dưng nãy di chuyển lỗi quá cơ. Di chuyển kiểu méo gì nó lại chọi vào trong bức tường cuối cùng, không đủ tầm. Trời ơi, nó tức giá man luôn các bạn. Không là cái thằng Rio Man nó chết với mình rồi. Chết với mình rồi. Buồn quá anh em ơi. Quá là buồn luôn. Anh em xem clip của mình nhớ lại cho mình một like với nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Pam cướp được Kasa. Ăn luôn vị tướng Pioneer. Và đây là Rioma. Chạy đi đâu con sâu. Trời ơi, đánh thế này thì làm sao mà đồng đội mình nó không khen cho được. Trời ơi, vừa ăn được Kasa này còn vừa hạ gục thêm hai mạng của thêm bạn nữa chứ. Trời ơi, tôi còn cảm thấy tôi hay nữa ơi. Không biết anh em thấy như thế nào, comment dưới phần bình luận cho mình biết với nhà chơi nó nè. Mình tới nè, có chiêu 1 này, có chiêu 2 này. Choáng một cái là khóc hết nè. Đâu rồi, Violet. Ấy chà, chạy à? Chạy mất tiêu rồi. Thôi xong. Sao lại chạy như thế nhở? Đừng có chạy cái chứ. Này, bướng này xúc luôn này. Bướng rồi xúc luôn này. Không à? Không thôi. Không thì thôi, làm gì đâu căng. Ai già. Khét đấy. Wow. Cứ từ từ, khoai nó cũng nhừ anh em ơi. Ôi dồi ôi men ơi. Mấy anh ơi. Đùng. Nó cái đông luôn, Triệu Vân theo mình bị thanh niên Iggy nó trưởng cái chiêu cuối. Thốn nhưng mà không có trúng. Sao mà trúng được. Mày hả mày, vô đây. Con chú vô đây. Vô. Ui giời ơi, tưởng bạn tới nào. Hóa ra lại chỉ có thế thôi à. Rồi. Xong phin nó rồi, đập nó. Búa vào cái đầu nó, xúc vào soi, soi vào xúc nó. Hay quá Zuka ơi.
Zuka, ui ơi, Zuka tông biến sớm thế. Tông biến sớm thế, ui đừng tông biến sớm quá. Cái nào gặp nguy hiểm, tốc biến sau cũng được mà. Chọc thằng này, chọc thằng mít nó, đúng rồi, hay quá. Mình tuy không có ăn được mạng nhưng mà hỗ trợ cho đồng đội mình rất là nhiều các bạn ạ. Đúng là một vị tướng pháp sư quá là xuất sắc. Con tướng này thì thường thường nó sẽ bị cấm nha. Thì không phải là thường thường bị cấm nhưng mà mình chơi nó hay bị cấm. Còn tùy theo nữa các bạn ạ. Tùy theo cái cách chơi của mọi người. Có nhiều trận, có rất là nhiều trận nó không có bị cấm nhưng mà cũng chẳng ai chơi. Mình thì con này mà lâu lâu không cấm cái là mình làm video. Nhưng mà ví dụ như trận sau mà nó không cấm nữa thì mình cũng không chơi được nữa các bạn. Tại vì mình không có làm video được nữa. Tại vì hôm nay chơi vị tướng Alistair rồi, không lẽ ngày mai mình làm video tiếp về Alistair thì nó kỳ lắm. Bởi vậy đâm ra thì cứ lâu lâu hở ra một cái là mình cười vào mặt tụi nó luôn. Trời ơi là trời, 3-0 rồi. Phê. Quá là phê pha luôn các bạn ơi. Xịn trò. Ok, mất trụ mít. Tuyệt vời ông mặt trời. Ê, thế bạn nó không ăn trụ mít à? Ủa? Như vậy là các bạn đang ăn ca sa. Có ý định chờ ơi, đồng đội tôi chết hết trơn luôn kìa. Ê, mấy con quái. Tụi mày đừng có làm vậy nha. Tụi mày đừng có vớ vẩn nha. Trụ còn một siêu siêu máu anh em ơi. Siêu siêu à? Pèo. Ui giời ơi. Wow. Mất trụ rồi. Mất trụ rồi. Nào vào đây. Thằng khứa này nó bắn mình em ba ơi. Xúc nó cho mình các bạn ơi. Ôi, thôi. Mẹ nó biết mình trong bụi luôn hay ta. Sao mà bạn ấy hay thế nhỏ. Ảo ta đấy. Bùm. Ảo quá ảo luôn. Được, 10 điểm. Nó biết mình trong bụi, nó lao thẳng chiêu cuối rồi đánh mình luôn. Và đấy mà có Zuka hay là Triệu Vân thì mình cười vào mặt nó cái, nó bổ cho một cái hoặc là nó đập cho một cái thì chắc chết thanh niên Pai Nè luôn đấy. Nhưng mà rất tiếc các bạn ạ, chỉ có một mình thôi, không có ai hết. Bùm. Yo, get go. Úi giời ơi. Chết bạn nè. Hư nè. Lụm lúa. Vô quất nó đi anh em ơi. Ôi Arum làm gì vậy? Phải Arum này ảo tưởng sức mạnh à? Ảo mang Canada thế. Rồi xong. Mày hả bưởi? Nên cho nó quả cầu bằng xương trước đi. Cho nó đỡ phải sợ cái thanh niên Pine nó bay vô. À đi cho mình chết ngõ mày. Triệu Vân máu chiến thế, đang đứng rình nó mà Triệu Vân cho mình máu quá. Violet này, Iggy này rất đông các bạn và đang ở đây không? Đông lắm. Ui giời ơi, chết mẹ. Hư nè, bay vào hầu chỗ hồi Pai Nè tem bạn nó cứ gọi là cay anh em ạ. Bay vào cây đùng một cái trái biết cái mẹ gì cứ đứng xong rồi chết. Ê! Chết tôi rồi. Ơi, đừng, hemi. Trời ơi! Không có chiêu cuối của thanh niên đi ghi vào đấy là mình lụm lúa cái thằng Rio Ma rồi. Trời ơi! Siêu máu, nó còn siêu máu nữa. Chiêu cuối mình đủ hạ gục luôn á. Nhưng mà lại dính cái chiêu cuối của Iggy chết tươi. Cày thế nhờ. Ok, không sao. Các bạn bên kia chơi rất hay. AD với cả support cho mình hơi non anh em ạ. Vô nào. Yo, get go.
Đâu rồi ta? Ê! Uê! Thì mình bạn đang có ý định ăn ca sa hả? Rồi xong. À đây, với số bot cho mình chiến quá, bị các bạn nó hành hung luôn rồi. Nó hành hung tới chết luôn rồi. Vãi thiệt chứ. Ăn được Pioneer xong rồi chết hết trơn hai người luôn. Các bạn gọi là một đổi hai khoai nó cũng đổi mà. Đứng rình nó. Thế nào chẳng có đứa nó đi ngang qua đây. Mà đi ngang qua đây là mình hút ngay. Ấy, cái gì vậy mấy anh cô? Ăn cái sao luôn kìa các bạn. Ôi giời ơi, Violet này, Violet này thật. Ấy, cái gì vậy? Trời ơi, chắc tôi chết quá anh em ơi. Nó ulti vào cái thằng Violet, Violet nó chạy đi, thế mà nó di chuyển theo luôn. Chết tôi rồi. Chết tôi luôn, chơi vậy là chết tôi luôn, không thể nào ổn được. Vô, bùm, xỉa. Giúp nó. Bay này lao vào, ơi. Nó bay này, bay này nó chọn mục tiêu một nơi, xong nó bay vào cái chỗ bức tường các bạn ạ. Ảo thật đấy. Ảo ma thế nhỉ. Ừ, hay. Mày, sung à. Sung với ai? Đúng rồi. Búa đầu nó, đúng rồi. Sơi nó đi anh ơi. Lấm. Này, Violet này. Violet này. Ê, cái gì vậy ông cố? Giỡn mặt tôi hả? Này, láo nháo này. Cho mày chết, mày lì với tao hả mày? Nó có giày kiên cường, nó giải choáng nhanh quá. Hay quá, con heo sôi tái luôn này. Em xịt. Em xịt anh em ơi. Kìa, con heo đang trưởng cái con rồng kìa. Quá trời luôn. Hay quá trời luôn Văn Heo ơi. Tuyệt vời, 10 điểm. Ok, get go. Bum bum. Đây rồi ơi, bò lạc này. Trời ơi, bò lạc anh em ơi. Ui dồi, banh xác đồng đội tôi rồi. Đâu rồi, quân địch chết 2 và quân ta cũng chết 2. Ngang nhau rồi. Ê. Arum tên mình không biết chơi hả? Sao cái chiêu 1, cái chiêu 1 lúc nào nó cũng có 1 điểm vậy? Chết nè, hay quá, trời ơi tuyệt vời. 10 điểm, Zuka lao vào, y ghi nằm xuống, tem bị chết sạch luôn. Quá hay cho đồng đội của tôi. Lên, lấy cái chủ nó. Anh em cứ theo mình. Băm. Này thì bướng với ảo này. Không chết, gần chết các bạn ạ. Không chịu về này, lì. Rồi, bay lên làm gì? Nhảy vào đây. Trời ơi, bạn nhảy vô đây là bạn sai lầm rồi. Làm gì đủ sức ăn được mình. Bạn áp sát mình một cái, mình bấm quả cầu băng xương một cái, xong mình cười vào mặt bạn một cái, bạn ngẽo luôn đấy bạn ạ. Bạn đừng có đua với cả mình nhờ. Trông mình thế thôi, chứ mình cũng hơi bị gơi gớm đó. 7 chết 4 mà. Có bù xanh, bù đỏ ở đây. Giảm thời gian, hồi chiêu hết sức tối đa luôn. Mana hồi cho nó gọi là thoải mái luôn, sảng khoái luôn. Pèo. Ui dồi ôi. Anh em xem clip của mình để lại cho mình một like với nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lâu lâu mình phải chuyển hướng đi đứng giữa cái anh em ạ. Ai già? Mày chết rồi. Chết rồi, chết cái thằng Pioneer rồi. Chết cái thằng Pioneer này với mình này. Trời ơi.
xong rồi mình hết máu rồi mình đi về đây. Ngoan, mình khịa thằng Pai này cái. Vâng, tem mình đang bó 4 người đang lao lên càn quét với tem bạn. Hai tem lao vào hỗn chiến rất chai là ghê gớm. Vâng, Zuka đã nằm xuống, Iggy tem bạn cũng nằm xuống, hai bên đã lao vào đấm nhau. Violet bắn cho Venel, bắn cho gọi là Triệu Vân, bắn cho đồng đội tem tôi chết sạch luôn. Còn một mình tôi, quá hay cho tem bạn luôn, đẳng cấp. Tem bạn đúng là đẳng cấp luôn. Bỏ vị tướng Iggy, ăn được 4 người tem mình luôn. Rồi Violet này. Cái thằng Violet này. Trời ơi bạn ơi. Nhìn mặt mình nha nè. Không cấm Aleister nè. À đúng không? Không cấm Aleister nè. Cay chưa? Chưa cay đúng không? Chưa cay hay không cay nói một câu. Nếu có cay thì nói đi ngại gì. Mình lại nghĩ rằng các bạn đang rất là ức chế. Mà mình nói thiệt là mình nếu mà mình chơi với con sát thủ mà gặp Aleister mình cũng ức chế lắm anh em ạ. Không hiểu sao cái con tướng này nó khó chịu vãi ra. Máu còn đầy cây, quay đi quay lại cái đâu ra nó, đồng đội nó ulti cho cái xong đồng đội nó ra nó đập mấy cái chết tòi luôn. Không xài được cái gì luôn. Chiêu thức có cũng không xài được, đâm ra nó tạo ra cái sự ức chế. Trong khi đó nếu mà mình xanh đi chăng nữa mình lại càng ức chế anh em ạ. Bởi vậy đâm ra nếu mà mình không chơi con này, mình thì mình cấm là cấm luôn. Thế thôi. Còn những thằng khác mình không sợ, sợ mỗi con này thôi. Tại nó gây không phải là nó quá mạnh anh em ạ, mà nó gây sự ức chế cho mình. Chơi game ức chế tức rồi xong Van Heo chết ngắc rồi, mình ping như vậy luôn vẫn lao lên luôn. Ping như vậy luôn vẫn lao lên luôn. Chịu Van Heo luôn á. Cái thằng Pine này ấy, đấy anh em thấy chưa? Thấy nó cay chưa? Châm chịt. Ấy nhỉ. Rồi, tới công chuyện luôn. Bày hả mày? Mày hả mày? Bây giờ làm sao? Làm sao bây giờ? Bùm. Úi dồi ôi, mấy anh ơi. Mày chết để cố lên. Hay quá, cuối cùng cũng ăn được Kai'Sa. Vì ở đây xem bạn thì mình kệ nó luôn, không sao đâu. Nó sẽ lấy được cái trụ mít cho mình mà. Mình đi về mình hồi máu cái nhá. Zuka lao vào kìa, Aram cũng dí theo kìa. Cắn Violet rồi. Violet lướt qua bức tường rất hay. Nhưng mà Zuka không, rất tiếc các bạn ạ. Zuka bảo là bạn hay quá, nhưng mà mình rất tiếc. Sao mà đỡ được. Vô, chơi nó đi em em thôi. Lấm nó. Pheo. Bùm. Này thì quy được không? Ấy, một bé. Rồi. Tới công chuyện luôn. Ông Arum này ông không biết xài chiêu 1 hả ông nội? Cái đầu xanh chiêu 1 đã bấm ra không quay gì hết trơn nhỉ ông cố. Ôi giời ơi, Arum không biết chơi anh em ơi. Vãi cả nồi. Cái gì vậy? Chơi cái quần què gì mà không biết chơi vậy? Chiêu 1 nó không biết xài luôn các bạn. Úi vãi cả núa. Đứng ở trong bụi mà để yên người vậy á. Ảo thế nhở? Ảo thật đấy. Quá là ảo luôn. Ảo quá ảo luôn. Đấy các bạn, nó có xài chiêu 1 đâu. Nó biết xài chiêu 1 là gì đâu. Ấy, Alice ơi, mình tới với bạn ở đây. Lấm lúa. Ui giời ơi, tốc biến. Tốc. Không tốc được. Tóc cũng chết anh em ơi. Nhưng mà sau khi mà mình chết, trước khi mình chết thì mình cũng đã hạ gục được vị tướng Alice rồi. Zuka lao vào, Iggy đang cố gắng chạy về nhưng mà Zuka không tha. Quyết định băng trụ để xử lại vị tướng Iggy. Mà Zuka đang đứng ở đây nhưng mà mình nghĩ bạn ấy không về đâu. Không về đâu các bạn ạ. Lính ở giữa đang di chuyển lên, mà lính lên một cái là sẵn sàng là búa luôn cái trụ của tem bạn.
Tại vì trận đấu hiện tại bây giờ đã kéo dài cũng khá là lâu rồi các bạn ơi. Và kết thúc trận đấu thì theo mình đã giành chiến thắng. Ê, các bạn sao ra kịp được nè. Đó, đập trụ này, đập trụ này. 20 phút, ok luôn. Ây da. Theo anh em thì nếu mà các bạn gọi là gặp Alistair, các bạn có thấy ưng chế không? Theo mình thì mình thấy khá là ưng chế anh em ạ. Vì thế thì mình sẽ cấm nó. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Bạn nào muốn nick thì vào shop hình ảnh chúng ta, đừng link dưới phần comment nha các bạn. Bye bye.